Là chú hôm đấy anh em chúng cháu lắp thì chú cảm nhận thế nào về anh em phục vụ nhiệt tình không? Nhầm lấy hai con đi vỏ nó giống nhau. Mộng của mình là vẫn thích cái con ở dưới. Thích con D50S hơn. Và chuyện nó quan trọng cơ bản là phải thích nó đúng đến nhà chú nghe cái bộ của cháu đúng. Mà về nhà người ta không thích nghe không bộ nghe bộ cũ của nhà à, thế rồi. Vâng. Bây giờ bộ rẻ thôi mà không ai mua à, đúng rồi nó chết đi. Vâng. Rất nhiều người thích rồi thì các bạn là cái hát vỏ nghe nhạc cũng quá sướng rồi. Vâng. Bộ tôi nói thật ông cũng tìm cách gì rẻ được bán thì tôi mua hoặc là một nếu mà mày mua ta đưa giật luôn hoặc là ta cho địa chỉ mày ra. Cái đồ âm thanh thì nó sẽ theo thời điểm, ví dụ là cái thời điểm ngày xưa mua là nó mới ngày đấy là nó không có cái đồ như bây giờ. Thì ngày đấy thì nó đắt. Thế nhưng mà sau thời gian sử dụng giống như cái điện thoại trong mình dùng ấy. Thế thì ngày xưa thì nó là điện thoại iPhone 6, iPhone 7 là hết tầm rồi. Thế nhưng 5 năm, 7 năm sau thì nó lại thành cũ. Nó có nhiều cái điện thoại mới hơn, hay hơn. Thì bây giờ lại không ai mua lại cái iPhone 6 đấy nữa, lại không ai dùng nữa. Thế nó cũng khó. Thì bây giờ mình chơi thì âm thanh thì nó giống như cái món đồ chơi vậy. Vâng. Chơi nâng cấp thì mình phải nâng cấp. Vâng, mình phải cũng phải. Hôm nay bao nhiêu cây nhỉ? Nguyễn Văn Tuấn. Tuấn. Xuống đây khoảng mấy chục cây? Xuống đấy thì 40 cây nhỉ? Không đấy. À thế à, ngay đầu Bắc Giang. Cái xe máy đơn giản. À, Bắc Giang. Nhà trồng nhiều lạc không chú? Nhà trồng thế sao cho lạc cho nhiều đấy kia? 09738. Hả chú Tân? Quý anh em thì tặng anh em. Cho hẳn bao lạc này ăn bao giờ mới hết. Đây này, chú mang đến tận Hoàng Long thì cho cả bao lạc này. Úi giời, cái này là rang lên xong rồi uống rượu, uống bia ngon lắm nhỉ? Vâng. Về tiếp lắp đặt đây. Vâng. Tuyệt vời. Không biết vội quá không nhớ là gì. Thế bộ hôm nay nhớ là biếu anh em mấy cân đây. Dạ. Uống chân rượu. Cảm ơn chúng. Nhiều quá. Cái này không biết bao giờ mới hết. 3 triệu rưỡi thu 3 triệu. Cảm ơn chú. Đấy. Hôm trước là anh em chúng em đi đã lắp cho chú bộ dàn DX2, đô la DX2 này. Hôm trước thì chú chơi đẩy X7 DAC nhưng hôm nay thì chú muốn đổi từ X7 sang cái D50S. X7 thì bản cũ kia, và đây là bản D50S đời mới. Chú mua cái ổ cắm riêng, ổ 2 ổ, ổ 3 vào.